chị đã quay lại với thị trấn Địa Trung Hải. Đây là con dốc Positano. Đây là con dốc đẹp nhất của thị trấn Địa Trung Hải. Mỗi một khu vực tại thị trấn Địa Trung Hải, Nam đảo ngọc Phú Quốc thì nó đều có những điểm nhấn riêng. Và đây là một trong những con dốc mà chắc chắn sau này khi anh chị đến với Nam đảo ngọc Phú Quốc, đến với thị trấn Địa Trung Hải thì chúng ta sẽ ra đây để check in, để có những cái bức hình đẹp về kỷ niệm tại thị trấn Địa Trung Hải thì không thể thiếu cái cung đường Positano này được. Đây là cái cung đường dốc duy nhất của dự án mà khá là dốc, nằm trên cái cao độ chênh lệch giữa điểm đầu và điểm cuối dốc nó lên đến cả chục mét. Và con dốc này thì nằm ngay đầu vào dự án. Một bên thì sẽ xuống cung đường Positano để đi xuống biển, một bên thì sẽ lên khu vực Hillside để đi lên đồi. Và phía ngoài này là những căn Shophouse Địa Trung Hải, Shophouse Primavera. Cung đường Positano là một đường nhánh của Amalfi đổ vào. Đây chúng ta đang nhìn thấy ngã ba của Amalfi đổ vào. Đó, và rẽ lên trên khu vực Shophouse The Center là cung đường kết nối lên Milan. Shophouse The Center hiện tại thì chủ tư đang thi công thần tốc ngày đêm và chắc chắn sẽ bàn giao cho khách hàng vào ngày khoảng tháng 6 của năm 2022 theo đúng lịch trình mà chủ đầu tư đã dự kiến. Với cái tiến độ thi công này thì hoàn thành, chủ đầu tư hoàn toàn là bàn giao đúng thời gian cho khách hàng. Ngoài ra thì anh chị cũng nhìn thấy là Shophouse The Center nó khác Shophouse Primavera, và Shophouse The Center nhìn nó màu sắc hơn, nhìn nó nổi bật hơn. Thứ nhất là mặt tiền lớn, thành ra cái lượng cửa sổ của căn nhà nó nhiều hơn và cái cửa sổ nó to hơn. Thành ra nhìn cái căn nhà Shophouse The Center nó nhiều màu sắc hơn của Shophouse Primavera. Nó nổi hơn và nhìn nó có cái gì đó nó tươi trẻ hơn. Đây là những hình ảnh thiết thực nhất để anh chị có thể so sánh giữa hai loại hình. Và Shophouse The Center thì cũng làm theo nghệ thuật thiên minh giả cổ, sơn 9 lớp. Shophouse Primavera thì xin sơn từ 9 đến 12 lớp và nó sẽ có những cái mảng tường loang. Đây là khu vực tiểu cảnh lớn nhất của giai đoạn 1. Giai đoạn 1 thì chúng ta có hai khu vực tiểu cảnh khá là lớn, nằm ở giữa cung đường Amalfi và Positano. Như căn Shophouse này thì chúng ta có thể nhìn thấy những cái vết loang này thì do họa sĩ họ vẽ lên rất là kỳ công, sơn đi sơn lại từ 9 đến 12 lớp và lấy nước để rửa trôi cho nó nhạt màu rồi cứ sơn đi sơn lại. Đây là khu vực Central Village, khu vực bãi tắm trung tâm, và sau này chắc chắn thì chủ đầu tư họ sẽ cải tạo. Ở đây hiện tại thì chủ đầu tư đã ký hai cái hợp đồng quan trọng, một là Tito Club, đơn vị vận hành chính khu vực Central Village, thứ hai là khách sạn Hilton, khách sạn Curio Collection quản lý bởi Hilton. Đây là hai cái điểm nhấn quan trọng tại khu vực trung tâm. Ngoài ra thì có rất nhiều các cái khu vực quảng trường rồi đường dạo bộ ven biển, và đặc trưng nhất là những căn Shophouse Primavera Địa Trung Hải rất là nổi bật trên cái nền trời của Nam đảo ngọc Phú Quốc. Mỗi khu vực bất động sản tại thị trấn Địa Trung Hải nó đều mang trong mình những cái dấu ấn rất là riêng, và chủ đầu tư đang cố gắng để bồi đắp thêm những cái công trình, những cái tiểu cảnh để giúp những căn Shophouse được hoàn chỉnh và có những cái nét điểm nhấn để thu hút khách hàng. Đến với thị trấn Địa Trung Hải thì chúng ta thấy thứ nhất là những căn nhà rất là nhiều màu sắc, rất là nhiều lớp lang kiến trúc, nhìn nó rất là bắt mắt. Thứ hai là tại thị trấn Địa Trung Hải thì có rất nhiều những công trình tiện ích bổ trợ cho toàn dự án, từ những căn Shophouse, từ căn hộ Hillside cho đến những khu vực quảng trường trung tâm, khu vực Central League hay là khu vực bãi biển. Các cái tiện ích này thì phân bổ đều và trải dài theo những căn Shophouse The Center và Shophouse Primavera. Nó không tập trung quá nhiều vào khu vực nào cả và nó trải dài xuyên suốt cho toàn bộ dự án. Khi khách hàng đến với thị trấn Địa Trung Hải thì khách hàng không chỉ đi một đoạn đường mà sẽ đi cả một thị trấn để khám phá, để tìm tòi những cái nét đẹp, những vị trí mà chúng ta có thể check in được. Và gần như là chắc chắn là bất kỳ một căn Shophouse nào, một vị trí bất động sản nào tại Shophouse Địa Trung Hải thì cũng để lại cho anh chị những bức hình rất đẹp. Và ngay phía sau của Địa Trung Hải là thị trấn An Thới và khu đô thị Sun Grand City New An Thới. Hiện tại thì các phần móng của những căn các cái tòa shop house, cái tòa chung cư căn hộ Hillside cũng đã hoàn thiện rồi, và tới đây sẽ ký hợp đồng mua bán dành cho những chị đã đặt mua căn hộ Hillside. Đây là bãi biển dài 650 m, và một bãi biển này thì rất lớn. Chúng ta nhìn trên màn hình quay ở độ cao khoảng hơn 100 đến 200 m thì nhìn nó nhỏ, nhưng mà thực tế thì nó rất là lớn, dài 650 m, đủ sức chứa rất nhiều người. Và anh chị nào đang quan tâm đầu tư về Shophouse Địa Trung Hải, phân khu The Center và phân khu Primavera thì anh chị vui lòng liên hệ với mình qua số hotline trên màn hình. Đặc biệt hơn là anh chị nào muốn ở những căn hộ cao tầng nằm trên cao và đón chọn ánh hoàng hôn trên biển thì anh chị cũng liên hệ với em qua số hotline trên màn hình để nhận thông tin tư vấn chính sách bán hàng từ chủ đầu tư Sun Group. Cảm ơn anh chị đã theo dõi clip. Xin chào và hẹn gặp lại.